Kepala ada dang jaga dek doi dak bat belum dor bar marse dek raw dang pletu sadek sur bong le na wow ado jit le na sur kong luak le na dia min min deo ada ke bip di burang in teh teh beh main teh gede ra reng nang Diam kelang ke. Ha. Bang. Move lên. Xa rồi bây. Đi ngồi tiếp mân à. Quê đếch được tiếp rồi. Tiếp. Quê đếch chưa? Rất nguy hiểm. Đợi nó bàn. Mình sẽ bà rít, bà rít. Nó bắt phải dưới rộng. Phải qua hả? Gao dapat. Kita ada lelek rak. Sebeban. Nah wah, kau ang bluh nah nah. So diam. Bun nam. Dorbar puan. Play nah draw. Play kau draw. Play draw draw. Diam se đợi tôi ba đâm bro lăng mà sư ban tenang vào bôn dự yọc lưng bạc kia nó ban ban độ ha Google ball dia mah root pepa dropper dia geh doi 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 role play ngam draw nó mà mình liệt quê hay băng in mà tên quê chi tiết này hôm qua lưới điểm cho thuốc lá 10 7 và đội thôn 2 đã rút gọn là 8-10 Diệu phát bóng và bóng đá ra ngoài sân Y Quân phát bóng không qua lưới điểm cho thôn 2 9-11 và Quân đập bóng bằng tỷ số 12-9 cho đội Tô Cla và Quân đã xử lý rất thành công
Duyệt vào đây không được. Buồn phát bóng tiếp. Nói với các anh là bóng chuyển tự do nha. Ban độ đấy. Một set và 5 triệu. Chơi kiểu đại gia. Và thôn 2 đã bỏ nhỏ rút gọn tỷ số 10-14. Và Diêu đã phát bóng không qua lưới. Điểm cho Tô Clark 15-10. Tô Clark phát bóng đẹp mắt. Điểm 16-10. Giờ đến Khân đập bóng. Bóng trúng dây lưới. Điểm cho thôn 2 11-16. Và Diêu tiếp tục đánh bóng không qua lưới. Diêu bóc 5. Đấy. Và tiếp tục là bôn phát bóng Diêu lại không được. Giờ đến Diêu dốc. Thế dốc không được. Điểm cho Tô Clark 19-11. Điểm cách xa. Giờ đến đây. Tô Clark đập bóng được. Điểm cho thôn 2 12-19. Giờ đến Paul đập bóng. Đập bóng ra ngoài. Thôn 2 phát bóng. Paul không được. Paul đã dính lưới. Điểm cho thôn 2 14-19. Vệ chuyển chậm lưới. Vệ đập bóng trúng tay. Bóng ra ngoài. Điểm cho thôn 2 15-19. Đợi bóng. Các bạn à, 5 triệu đấy. 5 triệu đấy các bạn ơi. Giao lưu mà cơ vậy. 5 triệu không tiếc. Bên Tô Clark chạm lưới. Nhưng điểm tính cho thôn 2 16-19. Để đứng con đập bóng trúng tay. Đấy. Thôn 2 đập bóng. Điểm cho thôn 2 17-19. Còn 2 điểm. Các bạn ơi, bóng trúng tay ra ngoài. Điểm cho thôn 2 18-19. Điểm còn có vẹn một con. Bôn đập bóng trúng tay ra ngoài. Điểm cho thôn Tô Clark 20-18. Còn 2 điểm thôi. Rất là kịch tính. Điểm cho Tô Clark phát bóng quần 21-18. Vươn 3 điểm. Phát bóng trong. Điểm cho Tô Clark 22-18.
Khân đập bóng tốt nhưng mà đội Tô Kla cũng chơi tốt, giờ đến lưới đập bóng tốt. Điểm cho thôn 2 19-22, còn 3 điểm mới tới được. Bọn nhỏ tốt, điểm cho Tô Kla 23-19. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho thôn 2 20-23. Điểm cho thôn 2 21-23, còn 2 điểm. Phần Lâm bài nhỏ tốt, điểm 24-21. Khán giả của thôn 2 rất là hồi hộp. 5 triệu. Vâng, Vân chuyển bóng 2 và Lâm đập bóng trúng tay. Lên phôn đá bóng xử lý cục dưới vẫn trong và tỷ số thắng sách mục nghiêng về Tô Kla. Thôn 2 vậy điểm là 12-21, 24-25. Chúng ta cùng trực tiếp với vâng đập bóng uy lực nhưng vẫn trong sân gôn và bóng bay bóng trung tay bóng bay ra khỏi sân. Hiện tại hai đội buổi chiều hôm nay đánh bóng chuyền độ 5 triệu và tôi đang quay là bình luận viên. Nếu mà ai thắng có tôi pha xử lý của bữa là không được ạ. Điểm cho Tô Kla 2-0. Vâng, hôm nay tôi rất là may mắn, người ta cho mình quay video để người ta nếu mà thắng thì người ta cho mình thưởng. Lâm tốt, và hai đội không có mặc áo. Quân đánh bóng không trúng lưới, không qua. Duệ phát bóng và Lâm đánh bóng không qua lưới. Điểm cho thôn 2 23. Mỏi tay quá. Còn đánh bóng mạnh uy lực. Điểm cho Tô Kla 4-2. Hãy đề phạt trực tiếp về người. Gặp ba mình hơi đập bắt được đập cái phê tôi hiểu à. Còn đánh bóng hay quá, mạnh. Điểm cho Tô Kla 5-2. Các bạn ơi, 5 triệu đã đến gần rồi. Đánh không qua được dưới. Bóng vẫn trong sân. Và xử lý của Paul. Hay. Dành cho đội được điểm nữa là
6 2 cho đội tua class. Pha xử lý rất là hay. Đây, có thể là nói là bay nhỏ thành công của Glush. Điểm cho thôn 2 6-3. Chúng ta có thể nghĩ rằng trong ngày hôm nay, trong tối ngày hôm nay, chiều, vậy chiều kiếm được 5 triệu khó quá. Đây mà xử lý đẹp. Hôm qua được anh Piem pha xử lý của Quân không được. Điểm cho thôn 2 4-7. Pha xử lý của anh Paul không được, bóng ra ngoài. 5-7 cho đội hai, và anh Paul đã lấy lại điểm cho đội Tokla, đánh trúng tay ra ngoài. Điểm cho Tokla 8-5. Có thể nói là rất là gây gấn. Hồi hộp đứng trên đây mà rất là hồi hộp. Thôn 2 đánh bóng, bóng qua được khân. Điểm cho thôn 2 7-8. Điểm của hai đội được tính bằng 1-2, 1-2. Và Duệ đã đánh ra ngoài. Điểm cho tuốc là 9-7. Có thể nói rằng đây là đội giỏi nhất của thôn 2, và kia là đội giỏi nhất của tuốc là. Có thể là giao lưu mà tới 5 triệu. Hai đội tự tin thách nhau. Vâng. Điểm còn sát sao này, còn một điểm 8-9 cho đội thứ hai này. Đấy. Đánh hay của Paul đã dâng lên điểm 11-8, còn 3 điểm. Và Tokla đã giành được điểm nữa là 11-8. Vì đánh bóng chuyền tiền nhiều, năm cú nên hai đội đã cãi vã lại nhau, và phần thắng nghiêng về tốt lắm. 12-8. Giờ đến phần thắng của đội thôn 2, Duyệt đang phát bóng. Lâm đánh bóng không qua lưới. 10-12. Có thể người ta biết ở ngoài rồi. Không phải ngoài đâu các bạn ạ. Đội thôn 2 An Giang nói ngoài, trọng tài nói là không ngoài. Điểm cho Tokla 13-10. Pha xử lý của lưới không được, không qua lưới. Dù cho đồng đội có thể bật cao thế nào cũng không thể lấy được điểm.
Điểm cho Tuốc là 2 điểm rồi. Là 15-10. À, các bạn ơi, điểm vượt xa hoàn toàn thôn 2. Người bình luận này cũng là thôn 2, cũng ức nhưng mà biết sao được, có 5 triệu người ta cũng cho. Vâng, có thể pha xử lý của anh Paul từ nãy đến giờ mang cho đội Tuốc La rất là nhiều điểm. 16-11. Anh Khân đánh bóng qua hàng chắn, điểm cho thôn 2 12-16. Có thể nói là rất gây gấn. 5 cú các bạn ơi. Bóng trong. Anh Khân đập bóng hay, mang cho đội thôn 2 13-16, khoảng 3 điểm. Và pha xử lý của Viễn không được. Ra ngoài, điểm cho Tuốc La 17-13. Cùng y chang bên này, Paul cũng xử lý bóng không được. Điểm cho thôn 2 14-17. Giờ tới pha xử lý bóng nhỏ đẹp mắt của anh Paul đã cho đội Tuốc La điểm 18-14, 4 điểm. Bóng ra ngoài các bạn ơi. Điểm cho thôn 2 15-18. Pha xử lý của anh Lâm không được, không qua được ạ. Rào chắn. Điểm cho thôn 2 16-18. Và đó Khân đã rút gọn tỷ số cho thôn 2 là 17-18, còn 1 điểm. Pha xử lý tốt của anh Paul đã giúp cho Tuốc La vươn lên 2 điểm, 19-18. À, tối quá nên không thấy được các bạn, nhưng mà hai đội vẫn đuổi tỷ số rất là dai dứt. Và xử lý của anh Quân như thế nào trong đây quá. Tuốc La vươn lên 2 điểm 20-18. Pha xử lý tốt của Tuốc La. Và anh Khân đã bỏ nhỏ trúng tay của anh Piêm, bóng ra ngoài nên tính điểm cho thôn 2 19-20, còn 1 điểm nữa. Tỷ số được Khuân Bình 20 đều cho cả đội. Bắt tê đi, trúng tê đi. Và pha xử lý như thế nào? Vâng, pha xử lý của anh vẫn không tốt, chuyển cho Khân, nhưng mà anh Khân không thể vẫy được bóng. Pha xử lý của anh Paul rất là hay, trúng góc này nè.
các bạn ơi. Đó, ông nhà thôn hai bây giờ vượt hai cái rồi bây ơi, phải dịch người ta mới biết. Ngoài bóng ngoài đấy, ngoài 2-3 rồi các bạn ơi, gần 5 cú rồi. Và anh Khân đã đánh bóng rung tay anh Viêm, bóng ra ngoài tính cho thùng 2. 21-23. Pha xử lý hay của anh Pol, trúng tay, bóng ra ngoài nên tính cho đội Tokla là 24-21. Xem anh Pol quyết định như thế nào. Hết điểm. Vâng, 5 cú đã trở thành cho Tokla các bạn ạ. 5 cú rồi, 5 cú rồi. Và người quê này được tính 500.000.